Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ review lại cánh đồng bên mình cho mọi người cùng xem nhé. Cánh đồng đây gọi là cánh đồng Trung Hóa đó mọi người. Cánh đồng thuộc thôn Trung Hóa. Còn đây là cái hồ nước. Canh giờ là thường thường là chiều chiều có những anh thanh niên đánh câu cá mọi người, mà bây giờ là mấy anh chưa tới hay sao á. Đó, cảnh rất là đẹp luôn. Nước hôm nay nhìn lớn quá, nước nhìn trẻ sợ quá. Nước lớn chứ mà nhìn cũng rất là đẹp. Đây là những anh chuồn chuồn đang bê lượng. Để mình tới gần rồi quay cái đồng lúa bên mình cho mọi người cùng xem nhé. Đó. Bên mình mùa này là chưa xả lúa nha mọi người. Khoảng một tháng nữa mới xả. Người dân quê mình là bắt đầu đang dọn cỏ. Xa xa có mấy cô đang dọn đó mọi người ơi. Lên bầu trời rất là đẹp luôn. Còn đây là những anh chuồn chuồn đang bê tông tinh. Còn đây là hàng chuối nha mọi người. Cánh đồng quê mình buổi sáng rất là yên bình và đẹp. Còn phía xa kìa, giống là công việc kìa sao á. Để mình khám phá thử cái hàng chuối nó có trái chưa. Chuối đã chưa có trái nha mọi người. Đây, hình như là người ta mới trồng hay sao á. Thế mình phép to cái. Còn kia là đang việc đang tung tinh. Đó, mọi người có thấy đang việc không mọi người? Đang việc từ xa xa luôn. Vì cũng có, bà bò cũng có nữa. Trông rất là đẹp. Còn cái hàng cây đây là hàng bạch đàn đó nha mọi người. Bữa nay mà có mấy anh câu cá nữa là sao? Chắc thú vậy lắm. Sao bữa nay chưa đây không biết nữa. Đây là bụi tri. Bụi tri bên đây vẫn còn tồn tại. Chứ người dân ở đây là họ chặt hết rồi. Sao mà chỗ đây vẫn còn nghiêng. À, đây là những bụi tri đây. Trong nước mênh mông luôn. Còn đây là cảnh ngoài đường và toàn cảnh cánh đồng của quê mình nha mọi người. Cánh đồng Trung Hóa trông rất là đẹp.